Sau hành trình công lý, Việt Anh tiếp tục tái xuất với phim về đề tài quân đội, Cuộc chiến không giới tuyến. Phim vừa lên sóng đã được khen về nội dung, màu phim lẫn diễn xuất của dàn cast gạo cội. Tuy nhiên, màn thể hiện của Việt Anh lại mang về ý kiến trái chiều. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng Việt Anh đang lép vế trước ba nam phụ của bộ phim, Hà Việt Dũng, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải và Tô Dũng. Trong Cuộc chiến không giới tuyến, Việt Anh vào vai Trung, đồn trưởng đồn biên phòng ở bản Mường Luông. Được điều động về nơi công tác mới, Trung phải nhờ đến sự giới thiệu, hỗ trợ từ các đồng chí làm việc lâu năm ở đó, trong đó có đồn phó Quang và Hưng. Trong hành trình đẩy lùi tội phạm, Trung gặp Đoàn, đây là con rể ông Hề, người có máu mặt nhất vùng. Đoàn đang nắm đường dây buôn hàng trái phép từ bên kia biên giới, hắn ta nghĩ ra nhiều cách để hại Trung và bộ đội biên phòng. Là nam chính, Việt Anh được giao cho đất diễn nhiều nhất phim, tuy nhiên, anh lại bị chê một màu, diễn nhạt nhòa. Đặc biệt, nam diễn viên bị chê không hợp vai bộ đội, thường xuyên trợn mắt. Thông qua những phân cảnh đối diện với nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, Tô Dũng, Việt Anh để lộ nhiều khuyết điểm, bị đánh giá một trời một vực so với đồng nghiệp. Trong đó, diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải và Tô Dũng được khen bởi sự tự nhiên, hợp vai bộ đội biên phòng, đặc biệt là không lặp lại chính mình từ dự án trước, Cuộc đời vẫn đẹp sao. Bên cạnh đó, nam chính Việt Anh cũng để mất spotlight vào tay phản diện Hà Việt Dũng, người được khen có diễn xuất tốt nhất phim hiện tại. Được biết, phần 1 Cuộc chiến không giới tuyến sẽ kết thúc ở tập 40, phim được quay theo hình thức cuốn chiếu, cầm trịch bởi đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Mong rằng, Việt Anh sẽ lắng nghe góp ý của khán giả để có màn thể hiện tốt hơn trong thời gian tới. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.